Đến lúc về nhà rồi. Nhân dân đang đợi lãnh đạo đấy. Người cha già bất hạnh và lầm cầm. Đến giờ uống thuốc rồi ạ. Còn bị mất trí đấy à? Người con trai thất bại và nợ nần. Họ sẽ cùng nhau trên hành trình tìm lại tình phụ tử đã bị lãng quên suốt 20 năm. Cùng đón xem cặp đôi diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Son Ki-gu và Park Hee-in trong một bộ phim đậm chất riêng của đạo diễn Lee Hae-jun. Lãnh tụ của tôi sẽ phát sóng trong tháng trên kênh Screen Red.